chương 2826, lời đồn về đạp tinh thượng thần một không phải bành giật đang nghi nhưng gã cần hết sức cẩn trọng. Vượt ngoại thiên thành cách Thanh Châu rất xa, càng rời xa tề lâm cảnh, bành giật nghe tin tức rất ít nhưng vẫn biết một điều, theo tin gã nghe được thì một người tên Lý Thất Dạ đã giết thái tử của Thiên Hoàng Quốc, Lý Thất Dạ này rất hợp với miêu tả về Lý Thất Dạ kia. Bành giật cho rằng người dám giết Thiên Hoàng Thái Tử thì tuyệt đối là hung nhân, Thiên Hoàng Thái Tử là truyền nhân của đế thống tiên môn, càng là tiểu cữu tử của Kim Qua, người bình thường ai dám chọc vào gã, càng không nói tới giết thiên hoàng thái tử trước mắt công chúng. Người tên Lý Thất Dạ này giết thiên hoàng thái tử, không phải hung nhân thì là gì, giờ Lý Thất Dạ xuất hiện trong bành phủ, chúc thọ cho đạp tinh thượng thần lão tổ tông của bọn họ, điều này làm bành giật thầm lo lắng, mấy hôm nữa là thọ thần của lão tổ tông bọn họ, nhưng vì các loại lý do, lão tổ tông còn chưa trở về, vẫn đột ẩn lánh đời trong tham tác chi địa, từ tôn bọn họ không cách nào chúc thọ ngay trước mặt đành tổ chức yến hội nhỏ trong nhà, bành phủ bọn họ không bằng trước kia, xuống dốc nhiều nên nhóm bành giật không mời người ngoài, chỉ có tử tôn tụ họp trong nhà, chúc mừng từ xa cho lão tổ tông, hiện tại lý thất dạ không mời mà đến, bành giật thầm lo lắng, hung nhân này thật sự đến vì chúc thọ hay có mục đích khác. Lý thất dạ nhìn sơ liền hiểu suy nghĩ của bành giật, hắn cười nói, yên tâm, ta thật lòng đến chúc thọ, những gì đạp tinh thượng thần làm cho bách tộc đáng để người tôn kính. Không, 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 Lý huynh hiểu lầm, tiểu đệ không có ý đó, tiểu đệ chỉ tò mò, bị lý thất dạ vạch thẳng mặt làm bành giật lúng túng dù gì gã còn rất trẻ da mặt hơi mỏng lý thất dạ bật cười hắn lấy ra một hộp báu thản nhiên nói đạp tinh thượng thần độn ẩn lánh đời ta không quấy dày đây là chút quả nhỏ coi như tấm lòng của ta bành giật ngạc nhiên vội nhận lấy hộp báu mở ra xem gã hóa giá từ hộp báu tỏa mùi hương thơm ai ngửi một hơi liền lâng lâng như bay toàn thân thoải mái trong khoảnh khắc đó đã thông kinh ngạc toàn thân khi mở hộp báu ra loáng thoáng tiếng rồng ngâm dù không thể thấy thứ bên trong nhưng ngửi mùi hương nghe tiếng rồng ngâm liền biết thứ đựng trong hộp báu không tầm thường bành giật tỉnh táo lại hút ngủ khí lạnh khó tin hỏi đây đây là long chi trong truyền thuyết bành phủ không bằng trước kia nhưng dù gì là cổ thế gia bành giật là người biết hàng bành giật chưa từng thấy long chi thật sự nhưng thứ này giống y như trong sách miêu tả long chi là vật báu vô giá là chi của trần long chứ không phải ngụy long như mãng xà giang long có thể nói chi của trần long là vật chuyên cho đại đế tiên vương cử giới tiên đế hưởng dùng lý thất dạ thản nhiên nói đúng vậy vội vàng ra cửa nền chỉ mang theo một khối nhỏ, món quà nhỏ bình thường không đủ thành kính ý. Long chi là vật vô giá nhưng chẳng là gì với lý thất dạ, chứ không nói hắn diệt những cựu vô bá đế thống tiên môn như phi tiên giáo, được vô số báo vật trong đó, dù là kho báu trong cửa giới của hắn cũng đủ hồ chết người. Lý thất dạ đến đệ thập giới chỉ mang theo ít đồ tốt để chuẩn bị khi cần thì dùng, lời của lý thất dạ làm bành giật hóa đá. À, giọng điệu này đúng là tuyệt thế vô song, giống như đại đế tiên vương, Long chi là cái gì, là chi của chân Long giá vô song, thượng thần bình thường chưa chắc hưởng dụng được, chỉ đại đế tiên vương, cử giới tiên đế mới có tư cách dùng thứ này, giờ lý thất dạ nói vội đi ra ngoài nên chỉ mang theo khối nhỏ, chỉ là quà nhỏ tầm thường, câu nói rất bá khí, đó là long chi, thứ tốt mà thượng thần bình thường nhìn thấy cũng sẽ chảy nước miếng. Đồ tốt như vậy từ miệng lý thất dạ chỉ là món quà nhỏ không đáng gì, bành giật không cảm thấy lý thất dạ huynh hoang, chỉ cảm giác hắn quá là nhà giàu mới nổi, tùy tay tặng một hộp long chi. Người như thế giàu đến không có bằng hữu, cái gì đế tử, thần nữ so với lý thất dạ rộng rãi tiêu xài cũng bị lu mờ, bành giật tỉnh táo lại, không dám nhận hộp long chi, cái, đó, nó quá quý trọng, thứ này rất quý trọng, bành giật nâng hai tay cảm giác tay run run, lý thất dạ lạnh nhạt dặn dò, nhận lấy đi, không phải đưa cho ngươi mà là đạp tinh thượng thần, bành giật hít sâu, trịnh trọng cất hộp long chi, bành giật vái hướng lý thất dạ, tiểu đệ xin nhận thay lão tổ tông, hôm nào nhất định sẽ thay lý huynh giao cho lão tổ tông. Lý Huynh tặng hậu lễ như vậy tiểu đệ vô cùng cảm kích, bành gia cũng rất cảm kích lý thất dạ thản nhiên nói chỉ là món quà nhỏ công lao vất vả của đạp tinh thượng thần xứng đáng nhận chút quả mọn này bành giật không hiểu ẩn ý trong câu nói của lý thất dạ gã còn tưởng hắn đơn giản kính ngưỡng lão tổ tông dù sao lão tổ tông của bọn họ từng tham gia chiến dịch san đế có thể nói là công lao sự nghiệp hiển hách được bách tộc tôn kính bành giật mời lý thất dạ đi dạo một vòng bành phủ lý huynh mới đến bành phủ để tiểu đệ làm tròn tình chủ nhân được không lý thất dạ cười đồng ý ngay bành giật liền dẫn đường giải thích bố cục, một số truyền kỳ về bành phủ, diện tích bành phủ rất rộng, cả tòa nhà cổ xưa, mỗi lầu các, cụ điện đều có lai lịch, truyền kỳ của nó. Bành giật rất nhiệt tình, mang lý thất dạ đi dạo nhiều nơi, kể cho hắn nghe truyền kỳ của nhiều bành gia. Thật ra bành giật không dẫn đi dạo thì lý thất dạ hiểu từng đó hoa ngọn cỏ, nào là đường nào là thính của bành phủ còn hơn gã. Trước kia lý thất dạ hay ngủ ở bành phủ, dù vậy khi bành giật cẩn thận mà nhiệt tình giới thiệu thì lý thất dạ vẫn mỉm cười lắng nghe. Lý thất dạ theo bành giật đi dạo bành phủ, thuận miệng hỏi, đạp tinh thượng thần có từng trở về không? Tính ra thì đã lâu rồi Lý thất dạ chưa gặp đạp tinh thượng thần, nhưng hắn không định quấy giày đạp tinh thượng thần ở ẩn sâu trong tham tác chi địa. Lý thất dạ thuận miệng hỏi làm bành giật do dự, biểu tình quái dị, gã không đáp ngay, Lý thất dạ pháp nhãn như đuốc, nhận ra ngay sắc mặt bành giật thay đổi. Lý thất dạ ung dung hỏi, có cái gì không ổn sao? Bành giật do dự một chút, nhẹ giọng hỏi, Lý huynh không nghe vài tin sao? Lý thất dạ bình tĩnh nói, trước kia ta đọc sách thánh hiền, rất ít hỏi việc ngoài khung cửa, không hiểu nhiều các hỗn loạn trên đời, bành giật không nghi ngờ gì, thì ra là vậy. Bành giật trầm ngâm một lúc, nói, mấy năm gần đây xảy ra việc lớn, lão tổ nhà ta từng xuất thế, Lý thất dạ nhìn nét mặt của bành giật liền nhận ra manh mối, con người có rút, chiến tranh, bành giật cười khổ nói, đúng vậy, trước 2827. Lời đồn về đạp tinh thượng thần hai đến đây rồi bành giật đánh nói thật, năm xưa nhân thánh của kiêu hoành châu ám sát kim qua lên đế vị thì khá nhiều lão tổ bách tộc hưởng ứng lão tổ tông nhà chúng ta từng xuất thế ra tay hoành kích thượng thần của chiến vương thế gia cướp lấy cơ hội cho nhân thánh thành công thư kích kim qua khiến kim qua vụt mất cơ hội chịu tải thiên mệnh lý thất dạ hỏi đạp tinh thượng thần có bị thương không bành giật trả lời việc này thì tiểu đệ không rõ lúc xảy ra việc lớn đó tiểu đệ còn rất nhỏ không biết nội tình cụ thể tỉ mỉ về cuộc chiến này các loại tin tức chỉ là tin về hè nhưng sau cuộc chiến này lão tổ tông bật vô âm tín các lão trong gia tộc suy đoán e rằng lão tổ tông đã bị thương qua cuộc chiến này bành giật không che giấu gì vì chuyện này không tính là bí mật nhiều đại nhân vật thanh châu đều biết chuyện kim qua là thiên tài tuyệt thế được đồn là nhân tuyển rất có hy vọng lên đình đại đế thiên phú của kim qua siêu cao rất được thiên tộc xem trọng nếu kim qua có thể thuận lợi chịu tải thiên mệnh từng có người phỏng đoán ba lần chịu tải thiên mệnh ước chừng kim qua ít nhất cũng được mười thiên mệnh nếu thời cơ thích hợp không chừng kim qua có thể chịu tài 12 thiên mệnh, trở thành tồn tại như thế đế. 12 thiên mệnh, đó là đỉnh đại đế tiên vương, nếu đương thời lại sinh ra một vị 12 thiên mệnh đại đế tiên vương thì tuyệt đối sẽ thay đổi cách cục thập tam châu. Vạn cổ đến nay tổng cộng ra 9 vị đỉnh đại đế tiên vương có 12 thiên mệnh, đến bây giờ bốn đại đế tiên vương vẫn còn sống và có 12 thiên mệnh. Trong bốn vị đại đế tiên vương có ba người không thuộc về bách tộc, duy nhất một vị tiên vương thuộc bách tộc có 12 thiên mệnh là nhất diệp tiên vương ba đại đế tiên vương 12 thiên mệnh khác đều thuộc về đại đế, xuất thân từ thiên tộc, thần tộc, trong đó trừ thanh mộc thần đế cho đến nay vẫn rất bí ẩn, hai 12 thiên mệnh khác là thế đế và huyền đế, thế đế xuất thân từ thiên tộc, huyền đế xuất thân từ thần tộc, bởi vì trong bốn đại đế tiên vương 12 thiên mệnh còn trên đời trừ thanh mộc thần đế vô cùng bí ẩn chưa từng lộ mặt, thế đế, huyền đế, nhất diệp tiên vương là thế chân vạc. Nếu bây giờ Kim Qua có thể thuận lợi chịu tải thiên mệnh, thậm chí trở thành một vị đại đế có 12 thiên mệnh thì chắc chắn gã xuất thân từ thiên tộc sẽ đứng cùng chiến tuyến với thế đế. Huống chi chiến vương thế gia cho đến nay rất thân với nhóm thế đế, một khi kim qua thành đại đế 12 thiên mệnh thì tình huống cực kỳ kém. Đến lúc đó trận thế nhóm thế đế có hai vị đỉnh đại đế, cho dù huyền đế trung lập thì thiên tộc vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối, thành uy hiếp rất lớn với bách tộc. Tuy nhất Diệp Tiên Vương là một tiên vương vô địch trí tôn vô thượng nhưng đối diện hai vị đỉnh đại đế áp chế thì sẽ bị cô lập khó khăn vì suy xét đến nhiều mặt nên khi nhân thánh ở kiêu hoành châu mật mưu phát động ám sát kim qua đa Tinh thượng thần luôn lấy bách tộc làm nhiệm vụ của mình đã không chút do dự tham gia vào hành động nhân thánh ở kiêu hoành châu là thiên tài giỏi nhất trong bách tộc đương thời kinh tài tuyệt diễm khó người sánh bằng có người nói trên đời này chỉ có kim qua mời tranh hơn thua với nhân thánh được quan trọng hơn hết hai người là đối thủ cạnh tranh bọn họ đều là thiên tài tuyệt thế từng có một đoạn thời gian dài hai người khó chưa cao thấp đều có ưu thế riêng nhưng một thời đại sẽ không xuất hiện hai đỉnh đại đế có 12 thiên mệnh, chứ không nói một thời đại có hai đỉnh đại đế 12 thiên mệnh sẽ khiến thiên chu điên cuồng giáng xuống, sẽ làm mọi người bất an. Trên đời không ai muốn hai đỉnh đại đế 12 thiên mệnh trong cùng một thời đại, trừ việc trùn kích rất lớn vào cách cục thập tam châu ra khiến người lo lắng hơn là khi khi xuất hiện loại tình huống này thập tam châu sẽ rơi vào thời đại đạo khó đáng sợ. Cục diện này sẽ rút sạch hỗn độn chi khí, lực lượng thái sơ của thời đại đó, hai đỉnh đại đế 12 thiên mệnh trong cùng một thời đại sẽ áp chế thập tam châu điên cuồng vì Thiên Chu hay vì Thập Tam Châu thì một thời đại sẽ không có hai đỉnh đại đế 12 hai thiên mệnh, nếu khả năng đó xảy ra thì đại đế tiên vương khác đều sẽ ra tay can thiệp. Vì thế cơ bản xác định nếu trong thời đại này sinh ra một vị đỉnh đại đế tiên vương 12 thiên mệnh thì đó nên là giữa Kim Qua và Nhân Thánh. Lúc Kim Qua sắp chịu tài thiên mệnh thì Nhân Thánh mật mưu hành động ám sát, nếu giết được Kim Qua là tốt nhất, còn ám sát không thành công thì làm chậm trễ thời cơ chịu tải thiên mệnh của gã, khiến gã bỏ qua thiên mệnh, vậy thì Kim Qua không còn cơ hội trở thành đại đế có 12 thiên mệnh nữa. Trong hành động đó nhân thánh tìm gặp đạp tinh thượng thần, đạp tinh thượng thần xem bách tộc là nhiệm vụ của mình nên không chút do dự đồng ý lời mời từ nhân thánh, tham gia hành động thư kích. Tuy đạp tinh thượng thần không phải cổ thần nhưng có chín đồ đằng thành bộ, cộng thêm huyết thống cửu đình thì có thể nói là siêu mạnh, huống chi đạp tinh thượng thần là một vị thượng thần sống sót trong chiến dịch san đế, kinh nghiệm vô cùng phong phú. Cho nên đạp tinh thượng thần đảm đương một phía trong cuộc chiến thư kích này, ngăn lại thượng thần của chiến vương thế gia hành động thư kích kim qua đã thành công dù gã an toàn rút lui nhưng bỏ lỡ cơ hội chịu tải thiên mệnh không thể trở thành đại đế có 12 thiên mệnh trong chiến dịch này đạp tinh thượng thần có công rất lớn nghe bành giật kể xong lý thất giả dạ khẽ thở dài thượng thần vẫn khắc ghi bách tộc dù ở lúc nào cũng lấy bách tộc làm nhiệm vụ của mình lý thất giả dạ không hề bất ngờ với cuộc chiến thư kích vì chuyện đó xảy ra rất nhiều lần ở đệ thập giới mỗi thời đại đều có thậm chí một thời đại liên tục vài lần mấy chục lần tuy ba tộc thần mà thiên và bách tộc đã ký kết hiệp nghị nhưng luôn có ma sát, xung đột. Con đường đi thông đại đế tiên vương là thời gian hai bên xung đột kịch liệt nhất, mỗi thời đại đều có chuyện ba tộc thần, ma, thiên, bách tộc ám sát thiên tài của trận doanh đối phương, hai bên không muốn thấy đại đế tiên vương mới của bên kia sinh ra. Dù thần, ma, thiên cùng bách tộc không thư kích nhau nhưng chịu tải thiên bệnh tới mức nhất định thì sẽ có thượng thần hoặc môn phái thế gia vật khổng lồ phát động ám sát, tuy đệ thập giới có 72 thiên mệnh nhưng mỗi thời đại không thể nào cho chịu tài chọn vẹn hết. Sau khi 72 thiên mệnh bị chịu tải hết thì thập tam châu sẽ rơi vào thời đại đạo khó, vì chịu tải trọn vẹn 72 thiên mệnh sẽ rút đi hỗn độn chi khí thập tam châu, hoàn toàn áp chế lực lượng thái sơ thập tam châu, chương 2828. Huyết thống nhân tộc vậy thì sẽ kéo nguyên thập tam châu vào thời kỳ đáng sợ, khiến hậu nhân tu luyện vô vàn khó khăn, khiến đại đế tiên vương, thượng thần cổ thần trúc bị ảnh hưởng lớn, đặc biệt là với thượng thần nếu một thời đại chịu tải hết 72 thiên mệnh thì trong thời đại này bọn họ đừng mơ có tiến bộ, có thành tựu, bọn họ sẽ bị trùng kích và áp chế mạnh nhất. Vì vậy thượng thần là không muốn thấy 72 thiên mệnh bị chịu tài hết, đại đế tiên vương cũng không vui vẻ trong thế cảnh đó, khi số lượng thiên mệnh không còn nhiều thì sẽ có cựu vô bá phát động cuộc chiến thư kích, không cho ai chịu tài thiên mệnh còn lại. Làm như thế thì một vạn năm trôi qua, thiên mệnh còn lại sẽ tan biến trở lại thiên địa, cho nên mỗi thời đại sẽ có thiên mệnh còn dư, dần dần thành hiện tượng bình thường. Điều này khiến mỗi đời thiên tài cơ hội trở thành đại đế tiên vương phải dành trước người một bước, nếu chậm chân chịu tải thiên mệnh thì cuối cùng sẽ có một, hai thiên tài chịu tải thiên mệnh bị thế hệ trước thừa kích. Đúng rồi, nghe lý thất giả khen lão tổ tông của mình, bành giật hãnh diện nói, lão tổ tông luôn quan tâm việc của bách tộc, lão tổ tông luôn nhớ bách tộc, lão tổ tông dạy bảo tử tôn rằng nếu bách tộc suy yếu lâu ngày thì bành gia chúng ta cũng không còn tồn tại, lý thất giả cảm thán than thở rằng, rổ bị úc thì không còn chứng nguyên. Đạp tinh thượng thần là người trải qua chiến dịch săn đế, cảm nhận sâu sắc bách tộc hương suy nếu không có cách cục hôm nay thì không có bách tộc hưng thịnh, nhưng không biết lão tổ tông hiện tại ra sao. Nhắc tới lão tổ tông của mình, dù bành giật khéo nói cũng độ vẻ buồn bã, từ sau cuộc chiến thư kích thì không có tin tức của lão nhân gia nữa, lão tổ tông không liên lạc với gia tộc, trong cuộc chiến thư kích đạp tinh thượng thần một mình một phía, cực kỳ dũng mãnh có tin đồn là đạp tinh thượng thần bị thương khá nặng trong trận chiến này, dù sao chiến vương thế gia không dễ chọc, bọn họ là truyền thừa một môn ngũ đế, dù đại đế của chiến vương thế gia không xuất thế, chỉ tính con số thượng thần đủ hù người. Bành giật chỉ là lớp tử tôn, gã không có tư cách biết tọa độ cụ thể đạp tinh thượng thần độn ẩn, không tư cách liên lạc, cho đến ngày này bành gia đã không như trước kia. Thế hệ trước điều linh khiến bành gia khó liên lạc với đạp tinh thượng thần, càng đừng nói là để tử tôn tấn kiến đạp tinh thượng thần. Vậy nên sinh thần của đạp tinh thượng thần sắp đến mà đám tử tôn như bành giật chỉ có thể chúc mừng từ xa, không cách nào tổ chức thọ yến cho lão tổ tông của mình được. Việc này thì ngươi yên tâm đi, lão tổ tông các người có huyết thống cửu đỉnh nên sẽ lướt qua được. Lý thất dạ, ung dung nói, là một trong hai cổ huyết nhân tộc, ngươi không tưởng tượng được sự cường đại của huyết thống cửu đỉnh, trong thập tam châu là thế giới dùng huyết thống luận mạnh yếu, lấy huyết thống quyết định hết thảy, nói huyết thống đây là bốn tiên huyết, tám cổ huyết, 12 tổ huyết, trong huyết thống thì càng cổ xưa càng cường đại, vì huyết thống cổ xưa ý nghĩa càng nguyên thủy, càng đến gần trạng thái thủa thiên địa sơ khai, tổ huyết ý chỉ phản tổ, loại huyết thống này có thể ngược dòng đến thời đại các tộc hồi nguyên, cổ huyết ý là nhập cổ, loại huyết thống này ngược dòng đến thời đại thần thoại vô cùng cổ xưa, tiên huyết càng bí ẩn, nghe đồn thời đại vô cùng xa xưa từng xuất hiện tiên nên truyền tiên huyết xuống đời sau, bành giật hâm mộ nói, phải rồi, huyết thống cửu đình của lão tổ tông rất cường đại, nghe lão nhân trong nhà nói huyết thống cửu đình của lão tổ tông cực kỳ thuần túy, tiếc rằng không thể đột phá bình cảnh trở thành huyết thống nhân vương, trên đời có bốn tiên huyết, tám cổ huyết, 12 tổ huyết, huyết thống chia bốn đại chi đại biểu cho bốn chủng tộc, phân biệt bốn hệ huyết thống này là thiên, ma, thần, bách tộc, lần này bành việt phải đích thân ra tọa chấn, để cường giả, lão tổ bành gia khác tự lo thì khó mà chấn nổi cục diện này, bành việt ngồi trên cao, khách khứa vào chỗ ngồi bắt giác cùng kính nhiều, trong bách tộc lấy nhân tộc làm đại biểu, lý do đơn giản, tiên huyết thứ nhất xuất hiện trong bách tộc nằm chê người nhân tộc, người đời gọi huyết thống nhân vương là huyết thống bách tộc nhưng chính xác hơn nó là huyết thống nhân tộc, trung tộc khác trong bách tộc cũng từng ra huyết thống nhân vương. Huyết thống nhân vương là một trong bốn tiên huyết, cũng là đại biểu huyết thống cao nhất của bách tộc, đạp tinh thượng thần có huyết thống cửu đỉnh là một trong hai cổ huyết dưới huyết thống nhân vương huyết thống cửu đỉnh là huyết thống cực kỳ cường đại vì có huyết thống nên đạp tinh thượng thần có chín đồ đằng thành bộ mới đặc biệt mạnh cổ huyết nhập tiên huyết là chuyện không thể nào lý thất dạ thản nhiên nói nếu có thể nhập tiên huyết thì quá khủng vạn cổ đến nay bao nhiêu người đã nghiên cứu nếu vào tổ huyết nhập cổ huyết thì còn chút hy vọng cổ huyết nhập tiên huyết thì đừng trông chờ gì cơ bản không thể thành công thuần túy mấy cũng không được huyết thống khác với thể chất trong cử giới thì thể chất còn cơ hội thăng cấp, nhưng xác suất huyết thống đệ thập giới thăng cấp thấp đến bằng không. Như Lý Thất Dạ nói, có chút hy vọng tổ huyết nhập cổ huyết, cổ huyết nhập tiên huyết thì đừng mơ, tiên huyết đại biểu cho trí cao vô thượng, tiên huyết hơn xa người ta tưởng tượng, có được tiên huyết thì rất ghê gớm, bành giật không kịp được khẽ nói, nghe nói lão tổ có được cổ huyết, nếu huyết thống ra xưa thì có xác suất nhất định sinh ra hậu đại tiên huyết trong lòng bành giật ôm khát vọng nho nhỏ lão tổ tông của bọn họ có được huyết thống cửu đình nhưng từ tôn bành gia không ai kế thừa huyết thống cửu đình từ lão tổ tông điều này khiến bành gia vô cùng tiếc nuối huyết thống cửu đình quá quý giá từ tôn hậu địa bành gia khao khát huyết thống này sẽ truyền thừa tiếp cho đến nay bành gia bọn họ không thể sinh ra hậu đại có huyết thống cửu đình thậm chí không sinh được người nào có ba huyết thống phản tổ nhân tộc bành gia dấy lên khát vọng nghe đồng khi huyết thống truyền thừa xa xưa thì có xác suất nhất định thăng cấp có khát vọng nhưng nó thành lập từ huyết thống cường đại nghe khát vọng nhỏ nhoi của bành giật lý thất dạ mỉm cười nói nếu không có huyết thống cường đại thì không thể nào lấy huyết thống cửu đỉnh của bành gia các người làm ví dụ đi nếu muốn từ huyết thống cửu đỉnh thăng cấp tiến hoa thành huyết thống nhân vương phải trải qua huyết thống đại đế tiên vương chui rèn tức là sau khi bành gia các người ra ba đời tiên vương trong đó có tiên vương hoặc tiên hậu sở hữu huyết thống cửu đỉnh trải qua các đời huyết thống cường đại chui rèn thì đúng là có hy vọng thăng cấp huyết thống nhân vương nhưng xác suất này nhỏ đến không thể tưởng tượng bành giật cười khổ nghe tiên vương tạm thời bành gia không dám phát vọng điều đó có thể chân hương bành gia đã làm may đừng buồn làm gì chuyện này bình thường lý thất dạ bình tĩnh nói tiên huyết quý giá rất nhiều đế thống tiên môn muốn cũng không thể bao nhiêu đế thống tiên môn các đời liên nhân các đời đi xứng đôi huyết thống nhưng khó ra tiên huyết chương hai nghìn tám trăm hai mươi chín ám ảnh đại thọ một đương nhiên đế thống tiên môn có cơ hội ra tiên huyết lớn hơn thế gia bình thường huyết thống càng cường đại thì cơ hội ra tiên huyết càng cao lý thất dạ tiếp tục bảo đây là lý do tại sao tiên huyết ba tộc thần mà, thiên sớm hơn bách tộc chúng ta, vì ngay từ đầu bọn họ đã mạnh hơn chúng ta, huyết thống của họ vốn mạnh hơn. Về sau bách tộc dần cường đại hơn, huyết thống cũng ngày càng lớn mạnh, sau này sinh ra vị tiên huyết huyết thống nhân vương thứ nhất thuộc về nhân tộc chúng ta. Sinh ra một vị tiên vương không phải 12 thiên mệnh nhưng có thể tranh cao thấp với 12 thiên mệnh của đại đế tiên vương, tiên vương lục đạo nhân vương. Nói đến đây lý thất giả không kiềm được cảm thán, sự thật thì bốn huyết thống thập tam châu tiến hóa đại biểu bốn chủng tộc tiến hóa, chỉ khi chủng tộc của mình càng mạnh thì huyết thống chủng tộc của mình mới cường đại, không thì ngược lại, cũng đúng, bành giật công nhận bành gia bọn họ muốn ra tiên huyết là mơ tưởng viễn phong, Bành giật cười khổ nói, lão nhân trong gia tộc trông mong sẽ sinh ra một vị huyết thống cửu đỉnh, ít ra có cơ hội kéo dài truyền thừa, chỉ cần hậu thế bành gia kéo dài không dứt thì vẫn có cơ hội. Lý thất dạ bình tĩnh nói, huyết thống chỉ có thể tùy duyên, mình càng mạnh mới là quan trọng nhất, bản thân cường đại thì huyết thống hậu thế cũng sẽ mạnh theo nghe lý thất dạ nói thế bành giật đành gật đầu nói cũng đành vậy tuy miệng nói vậy nhưng lòng bành giật bất lực bành gia đã không như xưa sau chiến dịch san đế khi lão tổ tông còn chấp trưởng bành gia thì bọn họ thịnh vượng đến đỉnh dù bành gia cách thanh châu rất xa nhưng bọn họ vẫn chiếm đạ vị cực kỳ quan trọng trong thanh châu ở thời đại đó không biết có bao nhiêu cường giả tu sĩ đến chiều bái bành gia bọn họ giờ bành gia đã thua xa ngày xưa tuy bọn họ còn chút gia sản nhưng bọn họ không có hạt giống trẻ tuổi khó gánh vác trách nhiệm lớn không gian tiềm lực hạn hẹp thế hệ trước điều linh khiến bành gia có xu hướng miệng ăn núi lở bành giật dẫn tiếp tục đi dạo bành phủ bởi vì thọ thần của đạt tinh thượng thần chỉ tổ chức thọ yến nhỏ trong gia tộc không mời người ngoài nên bành giật làm gia chủ cũng ăn nhàn nhiều đang khi bành giật vui vẻ đến lý thất dạ đi dạo bành phủ đột nhiên có một đệ tử vội chạy tới báo cáo bẩm gia chủ hoàng chủ thiên hoàng của thiên hoàng quốc tiến đến chúc thọ cho lão tổ tông hoàng chủ thiên hoàng bành giật biến sắc mặt gã sợ đứng tim bành giật bối rối nói sao hoàng chủ thiên hoàng đến mấy người tới có người chiến vương thế gia không đệ tử đáp ngay bẩm gia chủ không có hoàng chủ thiên hoàng đến một mình nghe thế bành giật thở phào một người đến không thể trách bành giật căng thẳng như vậy lúc thư kích kim qua thì lão tổ tông bọn họ sung phong một mình đàm đương một phía chặn lại thượng thần của chiến vương thế gia hoàng chủ thiên hoàng là nhạc phụ của kim qua người trong thiên hạ đều biết chuyện này giờ là ngày đại thọ của lão tổ tông bọn họ bành gia không hề mời hoàng chủ thiên hoàng vậy mà gã tự chạy tới cửa hỏi sao bành giật không sợ chết khiếp không chừng hoàng chủ thiên hoàng mượn cơ hội này báo thù cho nữ tế của mình đệ tử nhỏ giọng nói nhưng hoàng chủ thiên hoàng đưa lên bái thiếp đông cung thế gia sau đó đông cung thế gia cũng tới bành giật nghe tin đó lại biến sắc mặt đây không phải dấu hiệu tốt đi chung với đông cung thế gia đông cung thế gia cũng là một thế gia lớn ở vực ngoại thiên thành đông cung thế gia và bành gia đều từng chúa tể đại thế vực ngoại thiên thành đông cung thế gia là đế thống tiên môn nhưng đông cung thiên đế của bọn họ chết vào thiên chu tuy nhiên sau này đông cung thế gia ra vài vị thượng thần có điều toàn là mất tích hoặc chết. Cùng là đại thế gia vực ngoại thiên thành, quan hệ giữa đông cung thế gia và bành gia rất vi diệu, hai bên nửa địch nửa ta, nửa thân nửa lạ, tuy nhiên hai đại thế gia thường có đường tới. Mấy năm trước quan hệ hai bên căng thẳng, lý do rất đơn giản. Lúc Kim Qua bị ám sát thì Đông Cung Thế Gia làm thiên tộc đứng về phía trận doanh chiến Vương Thế Gia bên Kim Qua, chuyện này vốn không có gì, các loại lý do đều vì chủng tộc của mình, chuyện này rất thường thấy trong thập Tam Châu. Chết cái là trong chiến dịch thư kích Kim Qua, đạp tinh thượng thần chém cung thành thượng thần của đông cung thế gia khiến quan hệ hai nhà căng thẳng thành kẻ thù không đội trời chung cùng ở vực ngoại thiên thành hai nhà như nước lở khó hòa là vãn bối không cách nào bình luận lão tổ tông của đối phương đúng sai nhưng đạp tinh thượng thần chém cung thành thượng thần của đông cung thế gia khiến hai nhà khó mà hòa bình ở chung hậu đại hai nhà không liều mạng với nhau là đã rất kiềm chế sau khi chuyện xảy ra đông cung thế gia bành gia không chiến tranh quy mô lớn nhưng khó tránh khỏi ma sát nhỏ bành giật bất an đi tới đi lui hai bước mấy ngày nay hoàng chủ thiên hoàng đi đông cung thế gia làm khách hiện tại lại đến bành phủ là muốn làm khó dễ vào ngày đại thọ sao đông cung thế gia vốn đường về phía thiên tộc bên chiến vương thế gia giờ hoàng chủ thiên hoàng nhạc phụ của kim qua đi chung với đông cung thế gia tất cả dấu hiệu không tốt làm bành giật bất an người tới thị khách trong khi bành giật lo sợ thì lý thất giả cười vỗ vai gã trời sẽ không sụp xuống dù trời sập thì vẫn có thể nâng nó lên trên đời không có gì không thể khó khăn đến mấy cứ đi rồi đường sẽ thẳng lý thất dạ vỗ nhẹ vai vài cái vuốt bất an trong lòng bành giật nụ cười bình thản của hắn như viên thuốc an thần khiến gã yên tâm bành giật hít sâu mấy cái ổn định tinh thần dặn dò đệ tử dùng nghi thức long trọng nhất nghênh tiếp hoàng chủ thiên hoàng ta thân tự mình nghênh tiếp thông báo cho các lão tổ hãy đề phòng bất chắc chuẩn bị tác chiến nghe bành giật can dặn đệ tử lập tức chấp hành đệ tử rõ bành giật ra lệnh xong thở phào một hơi dù đã là chủ một nhà nhưng gã quá trẻ tuổi chưa trải qua nhiều điều bản thân không đủ mạnh nên khi gặp việc lớn khó tránh khỏi hoảng loạn mất phương hướng bành giật xin lỗi lý thất dạ tiểu đệ không thể cùng lý huynh được nữa quan trọng là bành giật không mong lý thất dạ lộ mặt ít ra là vào lúc này vì lý thất dạ giết thiên hoàng thái tử là nhi tử của hoàng chủ thiên hoàng hai bên thấy mặt e rằng hoàng chủ thiên hoàng chưa bước vào ngưỡng cửa bành phủ đã đánh nhau lý thất dạ bật cười hắn hiểu cảm giác của bành giật đi đi chuyện không có gì ghê gớm lý thất dạ biết suy nghĩ trong lòng bành giật nhưng hắn không quan tâm nhiều Lý thất giả đến chúc thọ cho đập tinh thượng thần, đám hoàng chủ thiên hoàng không lọt vào mắt hắn. Lý thất giả không gây chuyện đã là thiên hạ hòa bình. Bành giật cảm kích nhìn Lý thất giả rồi vội từ biệt đi nghênh tiếp hoàng chủ thiên hoàng. Trường 2830, ám ảnh đại thọ hai hoàng chủ thiên hoàng đến làm bành phủ căng thẳng, nhưng toàn phủ biểu hiện rất nhiệt tình, nhiệt liệt hoan nghênh hoàng chủ thiên hoàng đến. Sau lưng thì bành phủ như cây cung kéo căng, tên đã trên dây, dây cung kéo căng, tùy thời sẵn sàng chiến đấu, không trách bành phủ căng thẳng như vậy, âm thầm dương cung bạt kiếm, hoàng chủ thiên hoàng là nhạc phụ của kim qua lại rất thân với đông cung thế gia, có thể nói hai bên là địch không phải bạn. May mắn hoàng chủ thiên hoàng không đến kiếm chuyện, đi tới nơi biểu hiện rất khách sáo, không có vẻ gì là tính sổ với bành gia, bành phủ thầm thờ phào. Ngay khi toàn bộ tây lâm đế gia nhẹ nhõm thì đông cung chính chuyển nhân của đông cung thế gia đến chúc thọ. Đông cung chính tới làm bành giật sợ hết hồn, tuy nhiên gã tự mình ra ngoài đón chào, ở ngoài cửa, đông cung chính một mình đến, đông cung chính rất trẻ tuổi, nhân tài ngờ người, khí vũ hiên ngang, bành giật nghênh đông cung chính vào, thọ thần của lão tổ chỉ là gia yến nho nhỏ, không ngờ kinh động đông cung huynh, thứ tội, thứ tội, đông cung chính tươi cười đáp, dường như không mang chút địch ý, đâu đâu, bành phủ và đông cung gia tiếp giáp, hai nhà gần trong gang tấc, có câu tục ngữ nói rất hay, bà con ra không bằng láng rừng gần, đại thọ của đạt tinh thượng thần nên tiểu đệ đặc biệt đến chúc thọ, mặc dù đông cung chính không hề địch ý nhưng lòng bành giật vẫn bất an. Gã thậm chí người được mùi bão tố sắp đến đạp tinh thượng thần lão tổ tông của họ giết cung thành thượng thần bên đông cung thế gia giờ đông cung chính là hậu đại lại chạy tới trúc thọ nói sao cũng không hợp lý mối thù này dù là ai cũng khó vượt qua trước kia xảy ra chuyện này đông cung thế gia bành gia cố gắng kiềm chế không làm hành động báo thù nói là khắc chế chẳng bằng bảo là hai nhà đều xuống dốc đông cung thế gia tuy là đế thống tiên môn nhưng đại đế của họ chết vì thiên chu về sau từng ra vài vị thượng thần toàn mất tích hoặc bị giết Trước kia cung thành thượng thần là thượng thần duy nhất còn sống của đông cung thế gia nhưng lại bị đạp tinh thượng thần giết. Thượng thần cuối cùng cũng không còn làm đông cung thế gia hướng chịu đà kích lớn. Thực lực thua xa trước kia, bành gia tuy có đạp tinh thượng thần còn sống nhưng cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu. Trước kia xảy ra chuyện đó, đông cung thế gia và bành gia không tới lui nữa. Hiện tại đông cung chính đột nhiên đến trúc thọ, nhìn từ góc độ nào đều không phải việc tốt. Đặc biệt khi đông cung chính được nghênh vào bành gia, gặp mặt hoàng chủ thiên hoàng, cử động lén lút xì sầm nhỏ to của hai người càng làm cho bành giật bất an, bành ra cảm giác như dẫn sói vào nhà, nhanh đông cung chính, hoàng chủ thiên hoàng vào bành phủ là bỏ hai con sói vào phủ, tùy thời sẽ xảy ra chuyện, nhưng lúc này bành ra không có lựa chọn khác, đông cung chính, hoàng chủ thiên hoàng quang minh chín đại đến chúc thọ đạp tinh thượng thần, có câu tục ngữ người tới là khách, bành giật không thể không cho hai người vào, làm như vậy là bành ra rất hẹp hòi, chứng tỏ bọn họ không quyết đoán, không có năng lực giờ này khắc này bành gia đã chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất bọn họ thầm chuẩn bị binh mã để phòng ngừa đông cung chính hoàng chủ thiên hoàng và kẻ địch bên ngoài nội ứng ngoại hợp đột nhiên tấn công bành phủ vào ngày đại thọ đông cung chính hoàng chủ thiên hoàng đến chỉ là bắt đầu hai ngày tiếp theo có nhiều vị khách đến có vãn hà cốc thần long sơn tác thiên giáo long thành vân vân nhiều đại giáo cương quốc thanh châu đều phái đệ tử đến trúc thọ những đế thống tên môn này toàn là vật khổng lồ trong thanh châu trong những đế thống tiên môn này đa số là đại giáo cương quốc bách tộc, tuy các đế thống tiên môn không phải đại nhân vật đến trúc thọ nhưng thay vào đó là đệ tử chứng minh nhiều đại giáo cương quốc bách tộc không quên cống hiến của đạp tinh thượng thần cho bách tộc. Thấy nhiều khách đến trúc thọ làm bành giật bất ngờ, vì lão tổ tông của họ lánh đời tại tham tác chi địa, dù là ngày đai thọ thì đạp tinh thượng thần sẽ không lộ mặt, nên bọn họ không mời người ngoài tới tham gia thọ yến là vì vậy, bành gia chỉ định tử tôn toàn gia tộc từ xa trúc thọ cho lão tổ tông. Bây giờ nhiều khách nhân tiến đến chúc thọ vừa dự đoán của bành giật, đa số đế thống tiên môn đến trúc thọ là môn phái truyền thừa bách tộc ít có ba tộc thần mà thiên vì thế đám người bành giật hơi nhẹ lòng ít ra tu sĩ đến đây đa phần thật lòng trúc thọ lão tổ tông bọn họ nếu đa số ba tộc thần mà thiên đến trúc thọ thì tình hình rất xấu cho bành gia e rằng đàn sói trực chờ muốn chia khối thịt mỡ bành gia mặc dù đa số khách hứa thật lòng đến trúc thọ cho đập tinh thượng thần nhưng vẫn làm bành gia không dám lây lòng mặt ngoài không khí tưng bừng nhưng bành gia ngầm chuẩn bị sẵn sàng nếu trong ngày đại thọ này xảy ra việc lớn gì sẽ khiến bành gia trở thành tiêu điểm trong cục diện đó nếu bọn họ không thể vững vàng gót chân sẽ sinh ra trùng kích cho bành gia thậm chí đánh tan bành gia không chừng này xưa phe ta đều thừa dịp này cắn miếng thịt mỡ bành gia bành gia dù gì có nhiều sản nghiệp trong vực ngoại thiên thành mà vực ngoại thiên thành là khởi điểm đi thông tham tác chi địa mỗi năm mỗi tháng đều vô số tu sĩ dưng buồm nhiều nghèo tại đây ngẫm lại xem có ngày bành gia bị người đánh gục bao nhiêu kẻ thèm thuồng sản nghiệp của bành gia ở vực ngoại thiên thành lúc đó dù là minh hữu thường ngày cũng sẽ cán một miếng hai ngày tiếp theo nguyên bành ra căng thẳng thần kinh mặt ngoài không khí náo nhiệt mỗi đệ tử bành ra đều trằn trọc khó ngủ khó khăn lắm chờ tới ngày đại thọ lúc thọ yến tất cả khách khởi đến chúc thọ đều có mặt ngày đại yến toàn bành phủ sang đèn kết hoa mỗi đệ tử khoác lụa hồng treo thọ người hầu tới nuôi trong yến hội sơn chân hải vị món ngon thức uống lạ bừng lên bàn đại yến đã chuẩn bị sẵn sàng các vị khách ngồi vào chỗ cường giả lão tổ có sức nặng trong bành gia tự mình đi ra chiêu đãi, bảo là cường giả, lão tổ bành gia đích thân chiêu đãi chẳng bằng nói bọn họ đề phòng sẽ xảy ra chuyện gì tổ phát. Lão tổ mạnh nhất bành gia còn sống cũng đến chiêu đãi, lão tổ này là huyền tổ của bành gia, tên gọi bành Việt, lão tổ có mái tóc bạc phơ, đôi mắt sáng cực kỳ sắc bén, trừ đạp tinh thượng thần lánh đời ra, đến nay bành Việt là lão tổ duy nhất nặng ký của bành gia. Bành Việt là lão tổ mạnh nhất bành gia, đã là tu sĩ, có được 8.000 vạn hỗn độn chi khí thực lực đó xem như đỉnh cao trong tu sĩ bình thường, rất hiếm có đối thủ, banh việt tinh thần quắc thước nhưng thật ra đã giả khô đế, huyết khí khô héo, ngày thường du rú trong nhà không hỏi việc tục. Dù sao có một vị lão tổ cảnh giới đạo thiên tọa chấn thì khác hẳn, thực lực cường đại bày ra đó, cường giả tu sĩ nào đều phải suy xét lại sức mình bao nhiêu.